Tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV là bài viết của tác giả Anthony Nguyễn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một cái nhìn đúng. Tôi không nhìn từ khía cạnh một người bình thường với khát vọng làm giàu cho bản thân, mà đó là lợi ích cho quốc gia và dân tộc này. Phạm Nhật Vượng và Vingroup, người tài trí hay tội đồ? Tôi đã kinh doanh, làm việc với rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới, đọc và nghiên cứu gần như tất cả lịch sử chính trị của nhân loại, nên tôi sẽ có cái nhìn nhiều điểm chung với tầng lớp tri thức làm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nếu chỉ đánh giá Phạm Nhật Vượng và Vingroup khát vọng kinh doanh làm giàu hay sự nổi tiếng thì không có gì đáng nói, cũng sẽ giống như sự ra đời phát triển như những doanh nghiệp thông thường khác ở Việt Nam. Nhưng hiện nay, sau hơn 20 năm quay về Việt Nam kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp của ông Vượng tới quy mô này, lựa chọn ngành dọc và sản phẩm như hiện nay, thì nó không còn là riêng vấn đề cá nhân ông ta và nội bộ đời sống của công ty này. Nó càng không phải rất nhiều hình thức như gần đây nhiều người vẫn hay nói là bộ mặt quốc gia, hình ảnh quốc gia, tự hào dân tộc hay sự tỏa sáng của người Việt. Những từ ngữ này chỉ là của nội bộ công ty này và một bộ phận dân trí còn chưa được mở rộng khai sáng hơn để mà hiểu bản chất vấn đề vai trò của ông Vượng hay của Vingroup, sự đóng góp hay gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam. Tôi không vội nói về quy mô vì so với các tập đoàn kinh doanh đa quốc tế thì Vingroup tạm quy đổi khoảng 15 tỷ đô la và chỉ bằng 1/6 của Daewoo của Hàn Quốc cách đây 15 năm khi sụp đổ. Cũng như nó vẫn nhỏ so với các tập đoàn đa quốc gia khác ở châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Tạm bỏ qua vấn đề về quy mô mà thực sự nó được xây dựng bằng tăng quy mô tài sản dựa trên buôn bán gì và đang sản xuất gây thiệt hại một cách bản chất cho Việt Nam ngay những năm vừa rồi và tương lai hàng chục năm nữa. Trước tiên tôi nói về sự phát triển một cách ngắn gọn. Sau khi ông Vượng rời Ukraine, chuyển giao Technocom và nhận thấy cơ hội quay về Việt Nam kinh doanh sau giai đoạn bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ năm 1995, bắt đầu phát triển bằng thu mua đất để phát triển ngành bất động sản. Việc nhận thấy cần có kho quỹ về đất để có sự chuẩn bị xây dựng hàng loạt các dự án bất động sản đình đám sau này, đặc biệt sau giai đoạn năm 2006. Ông Vượng đã ngấm ngầm liên kết với quan chức công an quân đội để mà cưỡng chế cướp đất đai của người dân để có một kho quỹ đất làm giàu trên cái sự oan ức của người dân khắp nơi ở Việt Nam. Ai lên tiếng thì đều bị công an truyền thông bịt miệng bắt bớ. Ông ta không phát triển doanh nghiệp dựa trên trí tuệ và tạo ra giá trị thặng dư cho quốc gia, cho người dân như Apple, Microsoft hay Facebook. Ông ta làm giàu dựa trên sự tham nhũng của quan quyền, lỗ hổng thể chế chính trị của Việt Nam. Trong mắt một người như tôi, ông Vượng không phải là loại tài trí ngút trời xoay chuyển càn khôn gì cả. Chỉ là một loại trục lợi, làm giàu dựa trên nguồn tài nguyên là đất, nguồn tài nguyên gần như cuối cùng của Việt Nam. Quy mô càng tăng lên hàng chục tỷ đô la thì sự bị tước đoạt sở hữu đất của người dân Việt Nam càng tăng lên vì nó còn là phát súng cho hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như cái kiểu FLC gây oan trái khắp nơi. Một loại làm giàu ký sinh chứ không thực tài trí. Có chăng là làm thay đổi hình ảnh đẹp hơn ở các góc thành phố trải dài trên khắp Việt Nam mà không đi đôi với tạo ra giá trị thặng dư đóng góp vào cân bằng ngân sách lõi cho quốc gia. Tiếp theo 2 năm gần đây, ông Vượng cho mở ra nhà máy sản xuất ô tô VinFast, sản xuất điện thoại V-Smart. Đây mới là vấn đề lớn nhất tôi muốn bàn đến. Tôi không đánh giá chất lượng sản phẩm ông ấy tạo ra vì thực ra ông ấy cũng chẳng tạo ra cái gì cả. Chỉ đi mua về, lắp ráp rồi dán logo của Vin lên để mà làm thương mại. Ông Vượng không thực sự sản xuất gì vì không sở hữu người tài nào nắm giữ chìa khóa trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm trên. Vậy, việc nhập toàn bộ phụ tùng máy móc phương tiện để lắp ráp ô tô VinFast hay điện thoại V-Smart đã tiêu tốn đến hiện nay khoảng 3 tỷ đô la với chuyển giao công nghệ cũ từ châu Âu và một phần phụ tùng từ Trung Quốc. Ông ta trực tiếp làm giảm cán cân thương mại gây thâm hụt thương mại vì các đơn hàng nhập khẩu quốc tế. Tiền thanh toán không phải là tiền đồng Việt Nam mà phải bằng đô la hay là tiền euro hay là tiền yen của Nhật. Là các loại ngoại tệ mạnh mà Việt Nam hàng năm phải trông chờ vào nguồn kiều hối duy nhất giữ được lãi suất, không đổ vỡ thị trường giá cả ở Việt Nam. Nói cho nó thật đơn giản và dễ khai dân trí với ngay cả giới trí thức và người dân rằng ông Vượng sau 20 năm lấy đất của dân bán được một đống tiền tính bằng tiền đồng Việt Nam thì tiếp tục lấy đô la từ hệ thống ngân hàng của quốc gia, phát hành trái phiếu bằng đô la có sự bảo lãnh của chính phủ để có tiền nhập tất cả mọi thứ về lắp ráp ra ô tô và điện thoại. Chưa bao giờ ông Vượng và Vingroup xuất khẩu được một cái gì để mà mang lại ngoại tệ cho đất nước này cả.
Chỉ khi nào mang lại ngoại tệ mạnh mới thực sự tạo ra giá trị thặng dư cho quốc gia, mới trực tiếp đóng góp vào cái sự giàu có phát triển của dân Việt. Với việc mua máy móc chuyển giao công nghệ thải từ châu Âu thế hệ thập niên 90, ông Vượng không bao giờ bán nổi ô tô hay điện thoại bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cả, kể cả là khu vực Đông Nam Á và Phi Châu. Như vậy hiện nay ông Vượng vẫn đang dùng tiền quan hệ với lãnh đạo Việt Nam chỉ để bán hàng nội địa, những cái thứ ông ta mang về gây thiệt hại hàng tỷ đô la của người dân. Ông Vượng đang gián tiếp dùng công cụ thuế để bán ô tô, điện thoại giảm thuế, tiêu thụ đặc biệt với hàng nhập khẩu tại chỗ từ sản phẩm ồ mà do ông ta lắp ráp lên. So với việc ông ta góp một phần nhỏ làm thay đổi một vài góc thành phố, thì cái việc mà gây oan sai khắp nơi, mà đặc biệt là gây thiệt hại trước mắt là khoảng 3 tỷ đô la cho quỹ ngoại hối quốc gia mà không thu lại được đồng ngoại tệ nào đó, ông ta trong mắt tôi và nhiều người tri thức khác, ông ta Vượng là tội đồ của nhân dân, không phải là loại tài trí đáng khen tặng. Hãy nhớ rằng cái thời kỳ Park Chung-hee, tổng thống tầm vóc quả cảm của Hàn Quốc, đã giao nhiệm vụ cho những tập đoàn như Hyundai phải đi kiếm ngoại tệ về để mà xây dựng phát triển làm giàu cho quốc gia, cho người dân. Vingroup và ông Vượng thì lại đang làm ngược lại, chỉ có hình ảnh đánh bóng, lừa người dân và là công cụ mị dân lòe bịp của chính quyền về cái sự thịnh vượng giả tạo. Hãy ghi nhớ ông Vượng không sản xuất được cái gì có chìa khóa trí tuệ trong tay cả. Ông ta còn thua xa cả Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên hàng năm mang về hàng trăm triệu đô la cho đất nước này. Nếu người dân mua xe và điện thoại của Vin lắp ráp, nghĩa là đang gián tiếp gây thâm hụt dự trữ ngoại tệ quốc gia, tăng nợ nần và ủng hộ kinh doanh không trí tuệ của ông này. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.